Tự do Vancouver Newspaper hân hạnh giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Miss Vietnam New World lần thứ 2 được diễn ra tại Đại hí viện sang trọng bậc nhất Đại hí viện Hard Rock Casino vào lúc 7 giờ ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 9 năm 2018. Nhà sáng lập, trưởng ban tổ chức Hoa hậu Mỹ Vân. Một đấu trường sắc đẹp không thể bỏ lỡ của phụ nữ gốc Việt đang sinh sống và làm việc khắp nơi trên toàn thế giới. Cùng với sự xuất hiện của những giám khảo nổi tiếng trong giới doanh nhân và showbiz Việt, Hoa hậu Jennifer Phạm, diễn viên điện ảnh Khương Thịnh, luật sư Tom Chudler, doanh nhân Kim Anh, doanh nhân Victor Wong, chủ tịch Hiệp hội Kim Hoàn Bắc Cali. Xin chào quý vị và các bạn. Jenny rất là vinh dự khi đã có nhiều cơ hội để đồng hành cùng các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước với vai trò là MC và giám khảo. Và với cuộc thi Miss Vietnam New World, Jenny cảm thấy đây là một cuộc thi nghiêm túc và đầy ý nghĩa, tạo một sân chơi cho các bạn nữ gốc Việt đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Và Jenny đã nhận lời tham gia với vai trò là giám khảo cho đêm chung kết Miss Vietnam New World 2018 sẽ được diễn ra tại Canada vào tháng 9 sắp tới này. Jenny rất là nóng lòng để gặp gỡ khán giả tại Canada và hy vọng rằng sẽ gặp gỡ tất cả các thí sinh. Nếu các bạn nào muốn đăng ký mà chưa kịp đăng ký thì hãy nhanh tay để có thể đồng hành cùng Jenny nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Danh tiếng và uy tín của cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Việt tại Canada năm 2017 đã đưa Kim Anh biết đến với cuộc thi này. Rất vui và vinh dự cho Kim Anh và Himalaya Hair Spa được đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Việt tại Canada năm 2018 trên cương vị giám khảo và chuyên gia cố vấn sức khỏe sắc đẹp của cuộc thi năm nay. Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, ứng dụng công nghệ làm đẹp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp với công nghệ cao tại Himalaya Hair Spa, Kim Anh tự tin khẳng định mình sẽ là một vị giám khảo công tâm, sáng suốt, tìm ra gương mặt xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu năm nay. Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Thomas Traitler. Năm nay tôi rất hân hạnh được làm giám khảo của cuộc thi Miss Vietnam New World năm 2018. Tôi nhận thấy ban tổ chức đã vượt qua rất nhiều trở ngại địa lý để đem đến cho phụ nữ gốc Việt một đấu trường nhan sắc rất ý nghĩa. Chính vì thế, tôi và các thành viên khác của ban giám khảo sẽ nỗ lực làm việc công tâm, nghiêm túc để chọn được đại diện xứng đáng nhất của cuộc thi. Tôi xin kính chúc cuộc thi thành công mỹ mãn. Xin được chào quý vị, đây là lần thứ hai Hồng Phúc được đồng hành cùng với Miss Vietnam New World 2018 tại Vancouver, Canada. Hồng Phúc hy vọng rằng là rất nhiều những thí sinh ở khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự cuộc thi này để chúng ta tiếp tục truyền bá cái văn hóa đặc sắc của người phụ nữ Việt Nam với những đức tính công dung ngôn hạnh, và hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Phúc sẽ giúp cho các thí sinh tỏa sáng và đêm chung kết của Miss Vietnam New World 2018 sẽ diễn ra tại Vancouver, Canada vào tháng 9 tới đây. Nơi quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam và hải ngoại, nam ca sĩ Bằng Kiều, danh hài Thúy Nga, danh hài Long Đẹp Trai, ca sĩ Khánh Bình, nữ ca sĩ Quỳnh Vi, ca sĩ Khánh Di, MC Dương Hồng Phúc, MC Hoa hậu Diễm Hương, Hoa hậu đến từ Mỹ Tina Lê, người mẫu diễn viên Mia, Fashion Design đến từ Việt Nam Brian Võ, Make up Bảo Bảo, Vũ Nguyễn, Bo Bo Hà. Chỉ đạo nghệ thuật Alan Vũ. Đêm chung kết Miss Vietnam New World 2018 sẽ được truyền thông rộng rãi trên toàn thế giới. Ngôi vị cao quý nhất sẽ gọi tên người xứng đáng nhất. Miss Vietnam New World 2018, đấu trường nhan sắc hoành tráng, quy mô bậc nhất tôn vinh nét đẹp phụ nữ gốc Việt trên toàn thế giới. Xin chào các bạn. Với cương vị là nhà sáng lập, trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Miss Vietnam New World và đồng thời cũng là tổng biên tập của báo tự do Vancouver Newspaper, Mỹ Vân rất vui
vì một mùa thi thứ nhất đã khép lại thành công, đem lại một sân chơi giao lưu học hỏi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ gốc Việt trên toàn thế giới. Rất vui mừng được chào đón những gương mặt đại diện mới của người phụ nữ Việt Nam tham gia vào cuộc thi Miss Vietnam New World 2018.